xong ấy thì mình lấy đồng thời là mình lấy cái tay này này, cái ngón giữa này là dài nhất nhá, đây này, cái ngón như thế này ấy là bắt đầu mình khẩy như này nhá, đây này, mình khẩy phát ra như thế này là được, là mình đem mình cắm vâng, vào xin chào tất cả các bác xem video. Là video hôm nay là em xin chia sẻ cho các bác về cái tổng chi phí mà khi mà mình bơm khí bằng cái bình mini này là mình phải cần phải trang bị những cái gì. Thì bây giờ thì là mình bơm khí bằng cái bình mini này là mình phải mua cái bình mini này. Đó, cái bình mini này là nó có một cái vòi bấm để mà bơm nữa. Thì cái bình này ấy là giá của nó là 70.000 các bác ạ. Thì mình bơm có hai kiểu bơm. Một là mình bơm bằng cái cò bấm này. Đó, cái cò bấm này là mình tự chế. Hai là mình bơm như thế này. Đây là nó có một cái đầu bơm như thế này. Và cứ thế là mình đưa vào mình bơm thôi. Đây, mình chỉ cần đưa vào như thế này là mình ấn vào là khí nó ra. Đây, đó, ấn vào như này là khí là nó ra, như thế là mình bơm được. Mà cái cách bơm như thế này ấy là yêu cầu là mình phải luyện ấy rất chi là nhiều lần. Và kỹ năng cực cao là mình mới bơm được cái kiểu như thế này. Thì cái bình mini này đi với cái đầu bơm này ấy là có giá là 110.000. Đó. Thì các bác bơm theo kiểu này cũng được, còn không là chơi kiểu đơn giản nhất ấy và dễ làm nhất, không phải tập luyện nhiều ấy, là mình sử dụng cái loại cò bấm như thế này là bơm là cực kỳ đơn giản. Tí em sẽ thao tác hướng dẫn kỹ cái vụ bơm kiểu như thế này cho. Thì mình chỉ cần trang bị khoảng cỡ, chẳng hạn cái vườn của mình ấy có 1.000 cây hoặc 500 cây thì mình chỉ cần trang bị thì mình cần chỉ cần trang bị khoảng cỡ mua 3-4 cái loại bình như này thôi. Thì mỗi một cái bình như thế này ấy là mình bơm vào cái túi nhún 50ml ấy là được khoảng cỡ 150 cho đến 200 lần là mình bơm. Thì mình có khoảng cỡ 600 cây hoặc là 1.000 cây thì mình chỉ cần trang bị 4-5 cái bình như thế này là ổn rồi. Đó. Thì và mình cần phải trang bị thêm một cái dây như thế này này, một cái cục chiết bình, chiết từ cái bình lớn như thế này sang cái bình mini này. Thì cái cục này ấy có một cái giá, cái loại bình thường ấy là 250.000, còn cái loại cao cấp hơn ấy, loại tốt ấy thì là nó có giá 500.000. Thì mình chỉ cần là cái cục như thế này là mình gắn trực tiếp vào cái bình như thế này này. Rồi xong ấy là chạy ngược ra đây là vào cái bình này là nó đầy được. Cái video hướng dẫn chiết bình mini là em làm 2-3 cái video rồi, các bác lên kênh Khoan Lấy Mủ Bằng Khí Vườn Xanh Tốt Bù Đăng ấy, huyện Bù Đăng, thì các bác xem là các bác làm theo là được. Đó, thì còn cái bình ấy thì mình trang bị một cái bình nào mà dung tích nó chứa khí được nhiều nhất, càng nhiều càng tốt cho cái phương pháp là mình bơm kiểu bình mini này. Đó, chẳng hạn như cái bình mình trang bị một cái bình hiện tại là bình chứa được nhiều khí nhất và rẻ nhất ấy, thì là cái bình 4 lít, bình thép ấy, 4 lít. Thì cái bình đấy là cả khí lẫn vỏ bình ấy là 1.650.000. Thì các bác chỉ cần bỏ 1.650.000 là có cái bình đấy về, là mình kết hợp mua thêm cái này. Cái này ví dụ cái loại bình thường là 250.000 nữa đi, với lại mua một ít bình này nữa về, thì tổng gói gọn của nó là khoảng cỡ hơn 2 triệu một tí là các bác thoải mái là các bác đi bơm rồi. Thì cái mà mình đi bơm ấy, khi mà mình cõng một cái loại bình như thế này đi bơm ấy, cái bình này là bình nhẹ nhá. Cái bình này chứa được 0,8 kg khí, cái bình này là tổng trọng lượng của nó 5,3 kg khí là mình đi bơm ấy, thì trong một cái thời gian là khoảng cỡ 1 tiếng cho đến 2 tiếng là nó ê hết cả vai. Còn cách đơn giản hơn là mình bơm như thế này. Bơm như thế này là nó cực kỳ là nó nhẹ nhàng và nó không có đau vai. Khi mà mình đi bơm khí là y như đi chơi ấy. Vâng, lòng vòng quá thì bây giờ là em vào vấn đề cho các bác là cách bơm làm sao cho nó hiệu quả nhất nhá. Vâng, thì cái cách bơm khí như thế này thì khi mình đi đến cây ấy là bắt đầu là mình tay này nhá, cầm vào cái quả như thế này, cầm vào cái túi khí như này là mình hơi xoáy phát là mình rút ra như thế này nhá. Đấy, như thế này. Đây này, tay này là mình cầm cái bình khí. Đồng thời là cái tay này khi mà mình
cầm được cái túi khí như thế này, để trong cái lòng bàn tay này là mình bóp như thế này nhá, bóp như này, bóp hết khí đừng có thở ra nhá, bóp như thế này và bắt đầu cho vào cái đầu bơm như thế này, là bắt đầu là mình tay này ấy, ngón này là bắt đầu mình ấn như thế này đó, khí nó vào mình căn là nó đầy như thế này là được nhá. Đấy, đừng có bấm nữa, nhả này ra. Thì cái này là thao tác luyện bơm vài ba cây là nó thuần thục ngay mà. Xong ấy thì mình lại đồng thời là mình lấy cái tay này này, cái ngón giữa này là dài nhất nhá. Đây này. Cái ngón như thế này ấy là bắt đầu mình khẩy như này nhá. Đây này. Mình khẩy phát ra như thế này là được, là mình đem mình cắm vào cây là mình hơi xoáy như thế. Thì rất nhiều bác thì xem cái video của em ấy về làm là theo là rút bay luôn cả cái này ra. Đó, làm như thế này này. Nhiều bác là cắm phát vào như này nhá. Đây này. Cắm phát vào như này xong ấy là bơm đầy như này rồi. Bơm đầy như này thằng người là rút này ra này. Rút này ra là nó bay luôn cả cái vòi này ra. Cho nên lại làm cái gì là nó cũng phải là có một cái kỹ năng, có cái mẹo riêng của nó, thì các bác nên làm như em như này nhá. Hất phát như này ra là được này. Đó, bây giờ làm lại một lần nữa cho các bác xem nhá. Đó. Bóp túi khí. Rồi xong ấy là mình cắm như này, cắm với một cái lực vừa phải là nó kín, đủ kín là được. Thì mình đừng có cắm sâu quá là mình khẩy như này ấy là nó cũng tốn rất nhiều lực. Đó, cái độ hiệu quả nó không cao. Đây này. Thì là mình bóp phát như thế này ra. Đấy, bóp phát như này đầy như này là bắt đầu đồng thời tay này khẩy luôn. Khẩy luôn như này là cắm vào như thế này thì là nó không có bị hỏng cái đầu cắm mình, không hỏng cái vòi này. Khi mà mình bơm ấy hết một cái bình này khoảng cỡ 150 cho đến 200 cây là hết cái bình này, là bắt đầu mình tháo cái cổ này ra và mình rút cái vòi này ra. Rút ra là thay cái bình khác vào, là cứ thế là đi bơm. Thao tác là nó rất nhẹ nhàng. Vâng, thì là chúc các bác làm thành công.